đây là cái xóm nghề làng chổi nè. Đây hầu như là ba mẹ con thấy nhà nào cũng làm chổi. Ở đây nè, cây chổi. Đây là đường bãi sậy nè mọi người. Rồi đây luôn đi. Thổi dừng đèn đỏ. Rồi đó, đây là bến bãi sậy. Mấy cái từ bến này bây giờ hết sử dụng rồi nè mọi người, mà mình sử dụng từ đường. Đường bãi sậy. Ở đây có mấy chành xe nhiều lắm. Bà con ở Bắc, đây là cái đường Cao Văn Lầu nè. Cái đường Cao Văn Lầu này bà con bác còn nhớ không? Cái khu vực này nè, hồi xưa nhà không à. À, nơi đây là có một cái cây cầu. Cầu này người ta gọi là cầu Phạm Đình Hổ. Lấy theo cái tên đường này nè bà con, Phạm Đình Hổ. À, xin thưa với bà con bác, à, tất cả đều đã được giải tỏa hết rồi đó. Làm bờ kè luôn rồi. À, hàng hóa cái căn nhà đã được đập bỏ hết rồi, à, móc lên cống cũng móc lên, bà con của bác cống này móc lên làm rác rồi để lấp luôn á bà con, ghê không? Cái dòng sông đó, nó rác mà nó đứt thành núi luôn á, hỏi sao mà cái chỗ đó nó không có bị nghẽn, bà con của bác thấy ghê không? Nói như vậy á, hỏi sao mà coi như là cái con sông năm xưa giờ nó thành con đường luôn, mà con bác thấy móc lên á, móc lên mà nó đầy mà chất như núi vậy đó. Đó, hàng loạt khu gỗ chuồng nè, khu này người ta đó người ta gọi là khu gỗ chuồng. Tại sao gọi là khu gỗ chuồng? Ba mẹ còn từng chứng kiến mắt mà coi như là chuột nó chạy từng bay. Bên đây cũng vậy nè. Oh, đập hết nguyên khu luôn nè bà con. Đây. Đó, bà con có bác thấy chưa? Nó xây bờ kè luôn rồi nè, đó, ép rác lên. Rồi sau đó nó trở thành một cái dòng sông. Rồi ngày mai đây nó sẽ trở thành một cái dòng sông xanh trong. Ngon lành cành đào. À, bà con bác không? Lập hết rồi. À. À. À, bà con bác không? À, nhà đang bị dở ra hết nè. Hai bên. Mình ra đây là bến Nguyễn Văn Thành. À,
cái khúc này thì chưa nè bà con, có căng đi có căng chưa. À, những người này người ta buôn bán giờ đập nhiều khi ba mày còn suy nghĩ rồi họ sẽ đi về đâu bà con. À, những cái căn này là họ buôn bán sống nhờ mặt tiền này nè. Trời, cái mặt tiền này coi vậy chứ ngon lắm nha bà con, không cần phải làm nữa, cho thuê thôi cũng ngon. À, nhưng mà nguyên cái dãy bên tay trái này sắp tới bị đập. Thì bà con bác nghĩ coi ha. Nhưng mà vì cái văn minh đô thị thì bắt buộc phải làm thôi. À, làm ra cái con đường rồi mở ra dòng sông, à, trả lại khôi phục lại cái dòng sông Hàng Bàng nha bà con, kênh Hàng Bàng. Hồi đó cái dòng sông này nè, xin thưa bà con bác, nếu mà bà con bác coi lại tấm hình đó, nó đẹp lắm. Có cầu Ba Ly Cao nè, có cầu Gò Công nè, cầu Phạm Đình Hổ nè, cầu Bình Tiên nè. Đó. Chẳng lẽ ăn bỏ bụng rồi giờ nói trả lại trời. Sướng đó, sắp đến rằm tháng 7 mở cái bài Bông Hồng Cài Áo rồi con, của thầy như Thích Nhất Hạnh. À, đây là chợ Bình Tây, khách Tây bà con, họ tới hồ nước dừa. Ở bên Campuchia bán nước dừa cũng nhiều lắm. Thái Lan nữa, Thái Lan thì nổi tiếng là kem dừa. Đây là đường Trần Bình. Rồi đây là đường Chu Văn An. À, đội quản lý đô thị nè mọi con. À, phạt mấy cái xe á. Lấn chiếm lập tiền bản hết rồi bà con. Nói chung chợ lớn bây giờ ba mẹ còn thấy hết bán cái heo thùng khu rồi, chứ hồi đó bán heo khu vực ha. Đây là bán đủ thứ đó. Tiệm này bán này, cái qua tiệm kia bán kia, chứ hồi đó chợ lớn này là bán buôn có bạn, bán có phường. Rồi cái khúc bên đây cũng giải tỏa luôn nè bà con, ngay chỗ chợ Kim Biên nè. Nhà nước mình giờ từ từ bà con bác thấy không, đường này đường Ngô Dương Tĩnh, hồi xưa ở đây là cầu Ba Ly Cao nè. À, mai mốt biết ở đây có xây cây cầu không mà đâu cần xây, nhưng mà phải xây chứ, không xây thì nước làm sao nó qua. Ba mày còn nghĩ cũng nên xây cầu đi, chứ để đường mặt đường này, con đường bắt qua dòng sông hả. Đó bà con bác xem. Bích hết dòng sông luôn bà con quá thấy không? Hồi xưa nhà dân ở coi như là dòng sông coi như không còn miếng, nó giống như là nó bằng phẳng giống như con đường luôn vậy đó. Đó. Rồi bác xem nè. Đó, hồi xưa nó bằng phẳng y như nguyên con đường, đâu có một miếng nước nào đâu. Đó. Bây giờ làm lại hết. Cái khu ổ chuột này. Ồ, một đám người ta đi lượm ve chai kìa bà con. À, một đám người ta đi ta mót á.
đó, người ta đập mấy cái cây tại vì mấy cái nền nhà nè bà con đó. Đó cái kia cái cầu trò cái cầu Gò Công đó bà con, hồi xưa lên hình đẹp lắm, bây giờ nhìn thấy cái chút ép à. Nhìn cái cầu Gò Công có chút ép à. Còn quá thấy không, đâu còn miếng dòng sông nào đâu, à, người ta đi tập thì giải tỏa hết trơn, à, bắt đầu dựng hàng rào nè, dựng lô cốt lên nè, à, dựng lên bắt đầu để xây lại, mai mốt bà mày còn không biết là ở đây có xây lại cái cây cầu Ba Cẳng không, xây lại cái cầu Ba Cẳng là sẽ y chang luôn, chợ Kim Biên. À. Còn đây hồi xưa có rạp hát nè, rạp này là rạp Đô Thành, sau đổi tên này là rạp Hướng Dương. Ngay khu này là khu chợ Kim Biên. Quẹo đây, con đường này đường Vũ Chí Hiếu. Vũ Chí Hiếu này là con đường này là đường đất Phú Thoại. Trước năm 75 đó, bên tay trái này là nguyên cái dãy nhà của ông Mã Tuyên nè. À. Giờ còn sót lại anh ta, sót lại một căn, hai căn, ba căn. Một căn giữa giờ. Vinh Thành, Điện Gia Dụng, Bách Hóa Tổng Hợp, Khải Ký Tiệm Cơm, đó là những cái còn sót lại đó bà con, cái tiệm cơm năm xưa. Bên đây là rạp Trung Hoa nè, giờ chi cục thuế rồi. À, đây là đèn năm ngọn nè bà con. Có tiệm Nguyễn Thiệp Thành nè, công ty Nguyễn Thiệp Thành. Có Nguyễn Hiệp Trang nhé. À, một dòng khu đèn năm ngọn. Nơi đây hồi xưa là khu bụi đời Chợ Lớn. Ở đây nghe nói là người Tiều ở nhiều. Không biết phải không nha. Tại gần nghe chỗ cái bến Lê Văn Liêm á. Mấy khu kho hàng á, người Tiều ở nhiều lắm rồi con. Ở đây hồi xưa có nhà hàng Đại La Thiên nè, cho nên cái khu này người ta gọi là khu Đại La Thiên. Hồi xưa ở Chợ Lớn Đại La Thiên là số 1 nha bà con. Nhắc tới Đại La Thiên là danh tiếng luôn á. Hồi đó ngay đây nè có cái cổng. Con đường này hồi đó là tên là đường Lãng Ông nha bà con. Rồi mình ra đây là đường Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông này hồi đó nó là tên là đường Khổng Tử. Đường Nguyễn An Khương này thu là đường Xuân Hòa. Mày đang thấy in với mực in. Ở đây là công trường Phan Đình Phùng nè. Công trường Phan Đình Phùng này là hồi đó là thánh tổ quân cụ á bà con. Khu điện Chợ Lớn. Chợ này hồi xưa là chợ cũ. Chợ Lớn cũ là ở đây. Còn ở chỗ mà chợ Bình Tây nãy mình đi á là chợ Lớn mới nha bà con.
Rồi giờ mình đi ra Sài Gòn chơi ha bà con ha. Ở đây hồi xưa là hãng Vị Hương Tố nè. À, giờ mình quẹo qua đây, khu này đó là khu phố Thuốc Bắc. Chả hiểu tại sao gọi là Thuốc Bắc. Người tròn mình đó thì bây giờ dân miền Tây ba mày cậu thấy toàn là không, họ không uống thuốc Bắc nữa mà họ gọi là thuốc Nam. Hồi xưa ba mày cậu nhớ là họ cái là đi bốc vài thang thuốc Bắc uống, bốc vài thang thuốc Bắc uống. Còn bây giờ ba mày cậu thấy ra phần người dân người ta không còn gọi là thuốc Bắc nữa bà con. Mà ba mày cậu thấy giống như mấy người lớn tuổi nói nhau á, là nhất là mấy cái bệnh ung thư á, đi uống thuốc Nam à, thấy tự nhiên từ từ cái thuốc Bắc không còn nữa. Không biết trước năm 75 người ta trước năm 75 chắc là thuốc Bắc chứ hả mà tại sao gọi là thuốc Bắc thôi đó. Đây là rạp Hoàng Cung nè bà con, sao đổi tên là rạp Vàng Cỏ. Còn cái nhà hàng này nè, nhà hàng này hồi xưa là cái Thất Cửu Miếu. Kia là hội quán Nghĩa An. Hội quán Nghĩa An này là của ban hội nào bà con? À, còn đây là hội quán Sùng Chính nè. Hội quán Sùng Chính là của người khách gia đó bà con. Ba mày gọi đố bà con có bác biết người khách gia mà dân Sài Gòn mình được hay dân Chợ Lớn còn gọi là người gì nè. À, đây là chợ Xã Tây. Mình mới đi ngang qua cái khu Mã Xã Hạng á, là chuyên ra hồi xưa là sửa mấy cái xe ngựa đó. Trường này hồi xưa là trường Nghĩa An nè bà con, bên tay phải ba mày cò đây nè, bây giờ là Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. À, nó nằm ở mặt sau lưng của chùa Bà Hải Nam đó bà con. Mà bà con có bác biết mà sau lưng của chùa Bà Hải, cái trong chùa Bà Hải Nam là của người Hải Nam, hồi xưa có một cái trường tên là trường Nghĩa An. Ủa phải không ta, trường Nghĩa An hay trường Văn Trang ta, tự nhiên quên rồi. Bà con cô bác nào có nhớ giúp ba mày cô với, hồi xưa là cái trường tiểu trung học mà của người Hải Nam là tên gì không bà con? Ba mày cô nghe nói tự nhiên sao ba mày cô lại nhớ là Nghĩa An ta, Nghĩa An hay Văn Trang ta, quên rồi. Có gì bà con cô bác chắc giúp ba mày cô với. Đây là đường Trần Xuân Hòa nè. Trần Xuân Hòa này hồi xưa là đường Châu Văn Tiếp. Còn phải là mình đi tới rạp Lido đó. Rồi có một cái tòa nhà building hình như là khách sạn Metropole đó. Đúng ta? Không, khách sạn gì đó, Capital. Rồi tự nhiên 30 cầu quên nữa bà con. Metropole hay là Capital bà con. Mà xưa là quân đội Mỹ ở đó đó. Nó làm mình như là khách sạn thủ đô đó ta, Capital hay là Metropole ta, trời ơi rối loạn rồi bà con. Bà con có bác hỗ trợ giúp ba mày cô chứ. Thôi để ba mày cô tĩnh tâm lại một tí. Rồi thôi ba mày cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.